Hai xin chào bạn đã quay trở lại với channel mình là Thành Chu bên đây. Chào mừng các bạn đã đến với Gatamod tiếp tập thứ hai nha bạn. Tập này thứ hai thứ ba ra hình như là thứ ba rồi. Tập hai là chúng ta mod chiếc Aston Martin đúng không? Chặt này là lại một chiếc xe mới. Đó, anh em nhìn thấy trong nhà là thấy một chiếc xe mới rồi. Đây, một chiếc xe 4 chỗ nha bạn. Các bạn thử đoán coi nó tên gì. Đó, logo mẹ. Nội thất sang chảnh. Đó, đây là chiếc Mercedes S65 AMG nha bạn. Đó, chiếc này rất là đẹp luôn. Trong phim Hoa Tây Du các bạn, phim của Hàn Quốc đó, nó chiếu chiếc này rất là nhiều. Nên hôm nay mình sẽ review cho anh em xem nha. Xe của Tô Ngộ Không trong GTA 5. Ủa, Tô Ngộ Không trong Hoa Tây Du á. Bạn nào có coi thì sẽ biết. Nhưng của Tô Ngộ Không là chiếc Ngưu Trần cơ. Nhưng mà mới vô nó cũng hình như có thằng Ngưu Ma Dương nó sẽ chạy chiếc này đó. Nhìn thấy không đó, rất là đẹp luôn, chiếc này rất là sang trọng. Rồi đem ra ngoài ánh sáng thôi. Lên xe đèn sáng lên nè. Ua, bảng đồng hồ luôn. Mod này ngon quá. Mod được bảng đồng hồ số luôn. Tốc độ tối đa là 360 km/h. Đẹp kinh khủng. Nên review sơ cho anh em xem cái xe như thế nào đấy. Này, cặp vành nè ha, cặp vành rất là đẹp, vành kiểu sang chảnh nè. Ui, chi tiết vãi bạn ơi. Trên chiếc vành, trên cái vành nó còn có logo AMD nữa kìa. Quá sang chảnh. Đó, logo AMD nè. Dùng cái nào rồi. Thấy không? Logo AMD. Quá đẹp, quá chi tiết luôn, nhìn bóng loáng. Đây là động cơ V12 biturbo luôn bạn. Động cơ phải nói là mạnh vãi đái luôn. Đó, nhìn cái đèn à, trời ơi đẹp vãi. Đó, đèn nguyên dải led này, dải led này xi nhan nha, còn hai bóng này bóng như là bóng cầu hoặc là bc năm hai bóng led gì đó, mở lên nó biết logo mẹ ha. Cái phong cách thiết kế thì y chang như cũ rồi, nhìn cái là biết của mẹ rồi. Như là cái cụm này nè. Đó, biển số này là cái kính cái để lấy gió này, một đèn cũng gì V12 gương nè, gương có đèn led luôn, nguyên một mấy đường mạ rơm sáng bóng ha. Ok, sao cái này cái sao cũng vậy đó, đèn led, đèn led nhìn của mẹ thiết kế rất là đẹp, kiểu như ba sọc nè, cả 4 vô luôn chứ, sedan rồi chỉ 4 vô luôn, chắc này kinh khủng lắm. 1, 2, 3, 4. Ở đây có một thanh chrome đó, làm cho sang chảnh thêm nữa. Ok, để mình vào xe. Đó, đúng sedan hả, đẹp không ra tiếng. Bấm còi, tin 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 tin. Đó, bây giờ cái gì ta, cái kính phía sau các bạn nhìn thấy rất là rộng luôn á, đúng là công nghệ mà nhìn thấy rõ phía sau luôn á. Ở trên này có cửa sổ trời panorama luôn, và nó là có cái thanh ngang để đèn chứ không là toàn cảnh luôn rồi. Nội thất nè, nội thất 4 chỗ thôi mà nội thất bọc da rất sang chảnh. Quá kinh, quá kinh. Phía sau ghế ngồi còn được trang bị cam gì màn hình do người ngồi sau nữa. Ủa, mod này đẹp vậy, rất là chi tiết luôn bạn, xe chạy mắt im. Trời nắng nóng như này mà chui vô xe này ngồi mắt phê rồi. Để mình cho thêm vài hàng, cho lỡ cho mặt sử dụng như ngồi rồi thôi, cho nhiều hàng mặt nữa. Xe này để chở sức lớn hả bạn ơi, chứ mang trọng này sao mà chở được. Chạy nhẹ nhàng tình cảm thôi. Xe này dành cho ship đi thôi, dành cho những doanh nhân triệu đô đi. Ủa, đèn sáng kìa. Ủa, đẹp.
cảm giác rất là êm ái khi chạy chiếc này. Không phanh cái là dừng luôn. Đèn ban ngày luôn, không tắt luôn. Khả năng tăng tốc của chiếc này nào. Ui, rất là mạnh, động cơ V12 rất là mạnh luôn bạn, rất là khỏe luôn. Tăng tốc lên 180 km/h mà tăng cái nhẹ cái là lên luôn. Trong khi chiếc này là chiếc 4 chỗ các bạn, các bạn phải suy nghĩ đây là một chiếc 4 chỗ mà chạy kiểu đó đó. Trời ơi, thằng này qua đường ngu à, mày bị ngu à. Thế là tao lắc mày đó, tao là có người có con người có tình người với thế giới rồi. Hồi đó mà mình đụng chết cụ đó luôn rồi. Mình xử lý rất là nhân từ khi mày lách né đó. Né nhẹ cái. Cứu một vài người thôi. Bằng xây bảy cái chùa đó, mình vừa xây bảy cái chùa trong hai tháng năm rồi các bạn. À, chạy ngu vậy. Nếu bạn thấy hay thì các bạn thích chiếc nào thì nhớ comment lại để cho mình biết mình mod nha. Comment nào được nhiều like hay được nhiều các bạn ủng hộ thì sẽ ưu tiên làm trước. Còn comment nào mình riêng mình thấy hay thì sẽ làm riêng cho bạn luôn. Các bạn cứ nhiệt tình comment lại nha. Đó. Cũng như đừng quên bỏ lại một like và một đăng ký kênh cho mình. Một lực đăng ký kênh giúp mình động lực rất là nhiều nha. Mình đã được 40.000 đăng ký rồi. Ui. Nói liên thiên mẹ, chạy về dưới điện đó đụng xe luôn. Mẹ xe rồi, trời ơi. Bung nóc cabo lên luôn rồi. Đụng một cái hư tàn cái xe. Nha các bạn, nhớ đăng ký kênh của mình nha. Như đừng nhớ bấm vào nút quả chuông nha. Các bạn nói mình không ra video, nhưng mỗi ngày mình đều ra mỗi video hết. Một video hết. Các bạn không nhấn vào nút quả chuông đó, nên khi ra video nó sẽ không có báo về điện thoại được. Hạ gầm xuống. Mà phương gom nhìn xấu lắm. Nên độ bọn khác. Hạ gầm mà leo vỉa nó khó ghê. Đó, màu đen thấy ngầu không? Màu đen ngầu, màu đánh nhau. Nào ta? Ủa sao không thấy độ màu ta? Xe của Hành Trung. Biển số. Hành Trung. À, Hành Nghiêm Minh chứ. Nghiêm Minh chứ tắt thì GM. À, xe của Hành GM. Sang cảnh đâu. Chạy mát im luôn các bạn. Đổi màu nãy nó ta ầm lên. What is the point of your life? Where do you find? Ui, mấy màu này mới chảnh à. Chán không đẹp đâu. Như mà hồi nãy màu này đúng ta, màu kiểu nâu nâu. Chọn màu cho cái xe cực khó các bạn. Khó, màu này đẹp nè. Xe chảnh á. Màu này nhìn bảnh vãi. Màu đen thì nó nhìn kiểu quyền lực. Còn màu này nhìn mẹ sang vãi. Màu đen kiểu nó ngầu ngầu một tí các bạn. Ôi, lên 200 km/h luôn kìa. Á, cái gì vậy? Chiếc này hạ gầm chạy kỳ quá. Năng gầm lên luôn á. Hạ gầm có vấn đề. Ôi, để street đi. Hạ gầm không? Gầm lên chạy để hạ xuống xíu thôi. Gầm thấp quá chiếc này chạy không được đâu. Sedan mà gầm thấp thì chạy khó lắm. Gầm đi mà cạ nghe cũng thấy sốc chiếc này rồi. Kéo nhẹ lên. À! Mẹ quơ cái xe cái mớp xe luôn rồi. Chiếc này dễ mớp quá. Ui, cái phuộc chiếc này là bị tưng dữ ta. Nó tưng mỗi lần qua của nó giảm sốc nó hơi bị nhiều á.
Ui, ăn uống này. Trời, nó đủ lỗi với mình luôn kìa. Nó vào chạy xe mình luôn à. Cũng nạn. Con vào trong xe nè. Mát im luôn. Ui, kéo nhẹ lên 300 km/h kìa. Động cơ V12 tăng áp. Thằng này, mấy thằng này chạy gì mà chậm cái đường cao tốc mà nó chạy nè, để mình chạy đúng tốc độ nè. Nó chạy 70, thằng này chạy được, nhưng mà nó chạy kiểu nó chạy phải nguyên khúc bên sau kẹt xe phía trước cộng kinh không tăng tốc độ lên, không có văn hóa lái xe tí nào. Để mình kéo cho, để mình anh chặt đầu cho. Mấy em cứ việc chạy phía sau anh. Sedan kìa, sedan mà kéo lên 250 chạy. Chỉ 300 km/h. Nó canh vừa cương là vượt liền. Đấy, tốc độ cao chiếc này rất là im nha bạn. Khá là im. Đấy, tốc độ cao này chỉ sợ nhất là những tình huống bị hách não thôi. Này thì lách, này thì tổ lái với chiếc 4 chỗ này khó mà. Chiếc 4 chỗ này chạy cũng được. Nói chung là nếu bạn chạy mà kiểu vừa phải chứ không có nhiều chạy nhiều thì có thể là chạy ngon á. Mà giống như mình thì chịu, chạy kiểu mình là chạy kiểu 4 đời. Bình thường các bạn chạy chừng 250 là ok rồi, còn mình đẩy nó 400-500 chạy không à, nên thường xảy ra tai nạn lắm. Chứ mình chạy bình thường 200-300 dễ gì đụng, tại vì bấm vô quá. Ui, nó tối xe nó đẹp kìa, tối nhìn ui những cái đèn led nó đẹp. Ui đèn lùi nè. Ui, phanh lại nhìn cái đèn led nó đẹp các bạn. Ui, đẹp kinh. Xe đẹp vậy. Cũng cho trời tối ra cho nó vui rồi nào. Đó, xe đẹp kinh khủng luôn. Đèn rất là sáng nha bạn, đèn gì là sáng lắm rồi đó. Dòng bên phải là dòng tua, bên trái là đồng hồ tốc độ nha. Bật pha lên chạy. Chúng ta phải có nhân khóa để xe. Gặp xe khác thì bật pha xuống. Ý. Lâu đá đèn phát. Đá đèn hỏi có công an không? Đá đèn nó chửi mình luôn. Kiểu phực vô mặt nó cái nó chửi mình đó. Không, chạy tốc độ này làm sao mà đụng được. Ôi, hách não nhau rồi, không xi nhan thằng chó này. Mày muốn mày quýnh à? Không, đèn phanh rất là đẹp, đèn nó đẹp. Nó chạy xe phanh hoài luôn. Đẹp kinh. Bởi vì mấy ông chùm, mấy ông đại gia mà sao đi chiếc này được. Cũng nó xe dành cho đại gia nó có khác. Anh em thấy hết mấy chiếc lợi dòng xe này hơn là siêu xe không? Mình thấy mấy chiếc này nhìn sang chảnh, nhìn lái đã thôi. Siêu xe lái cũng có hết riêng của siêu xe, mà lái mấy chiếc này cũng có phần hết riêng của chiếc mấy chiếc này.
kéo nhẹ lên 350, phanh lại cho 200 được, bật thang chạy luôn, lão rồi. Á à, trời ơi chen qua được hai xe luôn, cậu lái vậy. Áo phà lên ơi, á đèn muốn chạy nhanh mà muốn mù đường luôn, chạy chậm thì đèn nó heo kiểu, chứ bạn chạy nhanh quá là cái đèn gần như là vô dụng, chạy tầm 100 km/h cái đèn còn mấy hiệu quả. Ê thằng này, mày có thể xi nhan qua đường có được không? Mày anh chạy sao tao rồi ngu này, thì lái xe thấy ngu rồi, được muốn chết cha luôn anh em. Hết là mình còn quét mập vô dụng, hết nhìn như mafia không xuống. Good. Chơi lão nhìn như mafia của gì ra, của Nga không chắc vậy. Rồi nó quào chạy với xe mình luôn à, mấy nước sơn này mắc tiền lắm, tiền không mà đền xe của tôi nên thôi tốt nhất bỏ màn này đi cho nhẹ cái đầu. Nhớ nha các bạn nào thấy thích những video của mình thì có thể để lại cho mình một lượt đăng ký để mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Nhớ like video nữa, các bạn xem mình càng yêu quý các bạn hơn. Còn các bạn để lại ý kiến về video của mình nha, như video hay dở hay như nào thì để lại một comment giúp mình nha. Các bạn muốn mình làm gì, hoặc là có bạn có ý tưởng nào, hoặc là chiếc xe nào bạn thấy nó ngầu quá, nó hay như nào đó thì cũng cơm anh lại luôn. Mẹ con liên thiên bay của cây luôn rồi. Đường này mình hay ghét luôn, mình chạy 300 mấy km/h luôn. Trời ơi, tai nạn 300 mấy km/h bạn tưởng tượng ở ngoài đời như nào, nó bay trâu chết rồi. Ok, mình phải gọi bảo hiểm tới để sửa xe chứ không có tiền sửa. Trời sáng rồi coi xe hư tổn như thế nào. Ui động cơ đẹp vậy, gỡ cánh cửa ra kìa. Ui Rolls Royce kìa, xe hơi nát quẹo bánh luôn rồi, tai nạn khá là kinh khủng. Mình đem ra kiểm tra xe mình coi hư nhiêu, kêu bảo hiểm tới nó đền nha. Tại kia đụng mình nè, chứ mình chạy đúng tốc độ. Ê Michael bể đầu đập đầu vô lăng kìa. Mẹ tội anh Michael thiệt. Hành chung cái biển số của mình bị méo rồi. No. Oh no. Khá là mớp phía sau, mớp nhẹ tí muốn góp lên luôn. Cửa này thì méo một xíu, cửa này thì đóng lại hết được luôn à. Cửa sổ nè, cửa sổ khá là đẹp. Rồi bể hết rồi. Ở đây thì mớp khá nặng luôn, đụng cái nát cũng chết luôn. Động cơ nhìn đẹp vãi, gãy động cơ luôn rồi. Động cơ bị vậy là thế nào chạy cũng sẽ bị giảm tốc độ, nó không có mạnh như trước được. Động cơ dưới này nhìn đẹp quá, nó sắp xếp đẹp quá. AMG công nghệ riêng của Mercedes. Fucking hell man. Gỡ cái cửa ra rồi, nội thất này da rất sang chảnh luôn. Da này không biết da gì, da thiệt nhưng mà không biết da loại gì thôi. Lên xe. Hai bên xe vẫn còn chạy được, chán chạy về thành phố sửa. Sửa xe khá là mớp nhưng mà vẫn chạy được bạn ơi, bánh méo vẫn chạy được, khá là ngầu. Dẫn lên được 200 km/h ổn định, quả kinh. Cái phần áo coi như là bể hết rồi, với hai mới lại hết. Sẽ cố gắng chạy về sửa nha ga để sửa xe. Trên đường dễ bay luôn rồi. Ây à. Trên đường về cố gắng chạy nhanh về. Trời ơi chiếc xe biến dạng rồi. Nhìn nào bạn, mớp bên trong đặt cái biển quảng cáo mạnh quá mà. Cái phần gầm xe phải biến dạng rồi. Đó. Nhưng mà xe thì vẫn cái khung vẫn có thể ổn nè, nhìn từ trên xuống nè, xe không ra gì luôn. Khác nào mà đóng sắt vụn không? Ôi cảnh sát kìa. À.
chuyến này mà va chạm bình thường nó cũng không có thế nổi, nhưng mà mình chạy 300 mấy giờ đụng phát là sắp mặt lên. Ơi à, chết luôn rồi, tai nạn chết người rồi, mình bị văng khỏi xe luôn, chết nhỏ xe đối diện luôn, cú tông mạnh quá, tông xe nó bay vô lề luôn mà, gớt cái cản ra nữa, gớt cửa ra thêm cánh nữa rồi, chết thằng ngồi kế bên luôn, gớt cản ra luôn, má hư nặng quá, thôi không chạy nhanh nữa. No. Bóp kinh khủng hơn nữa rồi, mày nặng quá, nhưng mà vẫn chạy tốt bạn ơi, cái sườn dưới này cứng vậy, vẫn chạy tốt. Ừ, mẹ lái hơi khó một xíu thôi, để về mình sửa xe cái là xe nó gơ luôn rồi, động cơ nghe tiếng nó gơ luôn kìa bạn, thấy mẹ không, chết người nữa mẹ, đi đâu chết người hết trời. Trời, chạy xuống xe mà nhát cuốn vậy, động cơ nó gơ máy luôn rồi, đua sửa thôi. Đó, S65 AMG bản phiên bản 2014. Đó, sửa xong rồi. Ôi ôi, lại sang chẳng như thường. À, ôi ôi, nó đẹp. Coi nhẹ cái. Người ơi, bóng lón sang chẳng nha. Nhìn mà thèm. Đời biết được luôn, nhưng mà khá là chậm thôi. Ok, giờ video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha bạn. Nếu bạn hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe để ủng hộ channel của mình. Ok, chào tạm biệt mọi người, hẹn lại mọi người trong video tiếp theo nha.